Ok, trước hết là chào anh Phượng, chào tất cả mọi người dưới diễn đàn. Anh chào tất cả mọi người đi. Bữa nay Good có ok. morning, chào anh Trầm, chào quý vị, chào các bạn. Việt Nam bây giờ là 10 giờ đêm đâu còn gì nữa. Đúng rồi. Rồi, có chuyện gì bữa nay cái gì nói hết đi. Rồi ok. Thì bây giờ mình nói chuyện cá nhân, cái chuyện về giữa Việt Nam và Mỹ về vấn đề sinh hoạt đi. Thế thì anh biết sao không? Tại vì mình ở Việt Nam anh biết rồi, cái sinh hoạt hàng ngày với lại cái thức ăn uống của Việt Nam mình nó quá ngon mà nó đồ và tươi và mình nó tiện nghi đủ thứ cả. Thế thì tôi nói anh rồi, ở Việt Nam tôi giống như là vua, tôi anh nghĩ là buồn thích là ra đường quắc cái là xong, bên kia đường chạy tới là từ đủ thứ, là phở, cơm, hủ tiếu, giò, bánh chả, nói chung là hầu như cái thứ gì cũng có, chỉ cần bắt tay lên là quắt tay vô. Ở đây đâu có được vậy đâu, còn nhà không đâu dám đi đâu đâu, mà nếu mà đi ăn nữa thì cũng đâu có mua về, toàn đồ lạnh cũng mua về một đống thịt heo kìa, về cắt nhỏ ra bỏ bây giờ ngày nào cũng cắt cột ra ăn, cột cốc ra ăn thôi, nó khổ. Đó là vấn đề ăn uống. Rồi tôi thèm quá tôi mua một hũ mắm tôm, tôi về tôi để kia kia mà nó lại thiếu cà pháo, mà không đi kiếm cà pháo ra rồi khổ thiệt mẹ bà nó thiệt. Rồi nó có nhiều cái vấn đề là mình cảm thấy là ở Việt Nam mình phải nói cái điều này là ở Việt Nam hiện giờ mặc dù là kinh tế nó eo hẹp, kinh tế nó lạm phát chung, nhưng mà cái đời sống tôi thấy ở Việt Nam mình họ vẫn ăn uống bình thường, ăn mặc dù là cái chi tiêu nó có thể giảm, ví dụ những cái quán ăn ngày xưa môi trường quán nhậu hồi xưa nhậu 100% đi thì bây giờ nó còn 50%, nhưng mà ta vẫn còn còn có nhậu, vẫn người ta vẫn còn có những cái sinh hoạt hàng ngày đó như vậy. Còn ở nước Mỹ thì thôi coi như tê liệt anh à, thấy tê liệt. Nói chuyện thức ăn ở bên này đây, mình ở đây bên này nhà giờ chỉ còn hai người, tôi với vợ tôi, mình nấu cơm lắm, mình nấu thức ăn đấy, cho là mình cũng muốn nấu này, tại giờ nấu cho ai ăn đây, Đúng tôi rồi. ăn tôi nấu là giờ là tôi nấu thì chừng nào mà đặc biệt lắm thì là cô vợ tôi mới ăn thôi, chứ còn đến đấy đấy là chứ còn thôi là tôi ăn uống bây giờ cũng sơ sơ chút đỉnh thôi, cô vợ tôi thì cũng ăn cái gì, ăn cái cây trái cây xà lách gì đó, chứ còn mình cũng cơm là cho nên là không ăn nữa rồi, thành thử ra rất là khó mà có một bữa cơm ngon đấy. Đến ngày hôm qua là tôi là cố gắng ghê lắm, tôi mới đi chợ tôi mua được mấy cái đầu cá, tôi về tôi nấu cơm, nấu nồi canh chua cô vợ ăn nó khen ngon, nhưng mà tôi lâu lâu Nó có cái này nói lâu ra anh thương, lâu nó có cái lâu này có cái này tôi nói ra anh thương. Hôm đi qua trở lại bên này đó tôi mua được 1 ký khô cá sặc, Ok. từ bữa qua đây 2 tuần rồi ăn được 2 con, bây giờ không dám ăn nữa Sợ tại hết biết sao không? Sợ nó hết đúng rồi. không? Làm gì có cái chuyện ở Việt Nam mà đủ khô cá sặc mà sợ nó hết không dám ăn đâu. Anh nói rõ ràng con thương để dành bữa nào mà thèm lắm nhớ cho mình trong đêm lâu ra ngon cái luôn, trời ơi trời, anh thấy nó thảm gì đâu, đi đâu khổ vậy. Lâu thì lâu, đến ngày hôm qua đó là đến buổi chiều ngày hôm qua tôi mới có một bữa cơm nó nóng nóng bức, hai vợ chồng ngồi ăn với nhau lâu thì lâu anh, chứ còn mình ở đây nấu nướng mình cũng làm miếng nữa, tại không có ai nấu mê ăn anh, nhất là bây giờ nó ăn uống giờ nó cũng thay đổi rồi anh, thử hôm nay thấy xuống cân hôm nay ra từ hôm Thanksgiving tới giờ là mình xuống mấy bao đó anh, làm miếng ăn đó bị ho đó, thế làm miếng Trời ơi, ăn anh muốn vào xuống mấy tôi về bao đây là bữa nay tôi cũng xuống cân rồi, bữa gì nay vậy tôi đó. thấy mặt tôi đã hóp hóp rồi đó. Thấy chưa? Welcome Welcome cái gì? Cũng có chuyện này đi du lịch Mỹ chán quá rồi. Nói chung America. là tại vì mình ở Việt Nam mình sung sướng quá sức, thậm chí là từ cái ăn cái uống rồi nói chung là hầu tất là tôi chẳng bao giờ tôi rớt tay vô cả. Tự nhiên đụng cái bao nhiêu cái thứ việc đó ở Việt Nam không làm, về đây đè đầu tôi ra tôi làm, không làm ai làm, cho nên là bắt là phải làm đúng không? Ôi trời ơi mà thực sự mà mình phải nói rồi có một cái đây cái tôi cũng đi hay lang thang trên mạng, thì ngày hôm qua tôi cũng lang thang trên mạng thì tôi có một cái thằng anh chàng rất cũng trẻ thôi, cũng trẻ hơn mình nhiều, tên là Đức Vũ gì đó, anh làm chắc là cũng mới thành lập cái YouTube của anh vậy, nhưng mà anh nói mình thấy đúng, có nghĩa là anh nói về cái cuộc sống đời sống Mỹ, làm ăn trong hãng này các cái thứ những cái người Việt mình mới qua hay là qua lâu giờ làm ăn trong
có những cái mà họ nó nói trước rồi làm trong hãng là phải sao thì cũng khá là hay, bởi vì ngày xưa từ xưa giờ về cái mặt đó thì tôi với anh chẳng bao giờ đụng tới, bởi vì mình lo mình phản biện những người mà không thích Việt Nam với lại những người mà ăn gian nó dối thôi. Còn cái mảng mà đi sâu vào cái đời sống của công nhân Việt Nam, những người làm nghề cái thảm đó, thì có cái anh chàng là tên Đức Vũ, tôi có post lên đó, anh nói về đấy, anh coi rất là xác thực và anh nói rất là hay đó, thì tôi đưa lên cũng quảng cáo cho anh luôn, có nghĩa là ai mà mình muốn coi về cái đời sống người làm ở bên Mỹ mà công nhân và sinh hoạt trong hãng xưởng như thế nào các cái là thì coi ảnh rồi. Anh cũng khá là hay, cũng trẻ trẻ thôi, anh cũng ở đây cũng khá lâu, nói chung là anh đâu ở anh làm ta phải gì chắc vậy. Đồng bào bây giờ về bên qua Mỹ này họ di chuyển về những tiểu bang nó ở nhiều đó, dân Cali bây giờ họ cũng nhất là đặc biệt là những người mới qua đây, những người Việt Nam mình mới qua nó ở Cali ở không nổi, tại đắt đó, đắt đỏ quá, bên này đắt đỏ quá, ai cũng không có ở nữa, ở đây giờ rất là khổ đó. Ở đây nổi tiền nhà không, nhất là những người mới qua đó, nổi đêm mà nổi cái tiền nhà không là thấy có nạn đó, chứ không phải không, thành thử ra thấy anh em mình cứ tản có biết. Atlanta là một cái thành phố mà một cái chỗ bang mà người ta những người Việt kiều mới qua sau này ở rất là đông. Texas cũng vậy, những cái thành phố là vậy, bên những cái chỗ anh cũng vậy, người ta về người ta di chuyển về bên đó ở rất nhiều. Đúng rồi, cái chỗ của mình thì từ xưa giờ rất ít người Việt và người ta trụ ở đây được là bởi vì người ta có công chuyện làm ở đây mà. Đúng rồi. Mình phải nói một cách khác vậy, là ở khu vực này là ở cái tiểu bang này họ khuyến khích người dân định cư ở đây là bởi vì ở đây thì công việc hãng xưởng thì rất là nhiều. Đúng nhưng rồi. Mà người để làm thì không có, thành ra apply job ở đây thì rất là dễ anh, nói chung vậy. Thế thì nhưng mà bây giờ thì chưa thấy nó móc mém, là giống như anh nói nó cũng gần giống là bằng chứng là tôi là nạn nhân, nó cương mẹ nó cái bô đó rồi không còn đâu. Hồi xưa tới giờ nó chửi tôi bưng bô mà gì nó cắt mẹ nó cái bô. Ok, đó là câu chuyện của nước Mỹ của mình. Nước Mỹ của mình bây giờ thì năm nào nó cũng vậy thôi. Kỳ này nói chuyện thêm cái chuyện nước Mỹ của mình nhé. Từ cái lúc mà ông Biden ông qua Việt Nam hồi tháng 9 này, tôi nghĩ là cái khoảng thời gian đó là ở Việt Nam là coi như là ông vui nhất, ông sướng nhất. Ông vừa rời khỏi Việt Nam về đến Mỹ là biết bao nhiêu câu chuyện nó đổ lên đầu của ông. Bây giờ ít bữa nữa là nó lại qua hết cái mùa Giáng sinh này là nó sẽ lôi ông ra ngoài hạ viện, nó luận tội ông, tức là nó sẽ đòi là chốt phế ông. Đấy là cái thấy tội nghiệp thôi, tại vì mà cái điều này thì cũng không trách được người ta, tại vì cơ hội ông Trump ông lên tức là có 4 năm thôi mà nó chơi ông Trump hai lần mang ra tòa rồi chốt phế ông, thì lần này mày chơi tao hai lần tối thiểu, bây giờ tổng thống của mày lên thì tao phải chơi lại một lần để có được hết cái năm nay qua năm tới rồi họ truy tội ông Biden là thế nào. Thế mà ông Biden bây giờ thấy ông cũng lẩm cẩm thấy cũng tội nghiệp, đó là câu chuyện của ở trong đất Mỹ mình. Rồi thêm cái chuyện người Do Thái họ đánh nhau nữa, thì khi mà người Do Thái họ đánh nhau với dân Palestine đây thì thấy là rõ ràng đó là thấy người Mỹ họ, đây là lần đầu tiên trong cái lịch sử Hoa Kỳ mà từ lúc tối thiểu từ lúc tôi qua đến đất Mỹ này năm 1975 đến bây giờ, lần đầu tiên mà người Mỹ, người tổng thống, người quan chức nhà nước của Hoa Kỳ mà nói là đừng có giết dân nhiều quá, tức là người Do Thái họ giết dân nhiều quá mà người Mỹ phải coi như là chùn tay đây, là coi như là được có hai tháng nay mà không có bất cứ một tuần lễ nào là cũng đều có cái những bộ trưởng của Hoa Kỳ ở bên Do Thái cả. Hết ông bộ trưởng quốc phòng rồi đến ông bộ trưởng bộ ngoại giao rồi bây giờ đến cố vấn an ninh. Tôi thấy ngày hôm qua TV Mỹ họ chiếu ông cố vấn an ninh của ông tổng thống Joe Biden đó là cái ông Jake Sullivan. Jake Sullivan là cái công việc của ông trả ra cái chức vụ của ông là to, cũng như là ông Henry Kissinger của đời Nixon hồi chiến tranh của mình đây, tức là cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ là to lắm. Mà tôi thấy tôi qua bên đó là thấy ngồi nói chuyện với thằng cha thủ tướng Do Thái là thấy cũng bị yếu ạ, nhìn nói chuyện là nhìn thấy rất là có vẻ là không đúng là chứ không phải không, tức là chứng tỏ là người Do Thái họ rất là mạnh nhá. Thấy quan chức Do Thái là không có bao nhiêu người mà thấy là họ coi họ nghĩ là tôi nghĩ là họ điều khiển Hoa Kỳ là rất là chắc chắn lắm.
họ nắm được cái pháp luật của mình cũng không trách họ được, là bởi vì anh biết cái chính phủ Hoa Kỳ này nào đám coi coi như là chốt bu bộ sậu của nước Mỹ này, hầu như là dân mà dân cư bề thế là người Do Pháp Do Thái hết, nắm nhiều chức vụ quan trọng, cho nên ra bắt buộc là cái người cái anh chàng Mỹ này là phải binh vực Do Thái thôi. Nhưng mà cái chuyện này anh thấy nó quá đáng, là bởi vì ngày xưa á, nó thẳng ra tôi cũng nói về Do Thái và Hamas với lại Palestine tôi mù mờ. Nhưng mà anh biết rằng ở Việt Nam mà có một anh chàng Palestine nói tiếng Việt rất là sỏi, okay. Anh không? Nói tiếng Việt rất là sỏi mà rất là hay, thì anh mới giải thích đầu đuôi có câu chuyện mà Palestine với lại Do Thái và Hamas như thế nào, thì mình sẽ thấy mình thương cái dân tộc Palestine. Bởi vì nhưng mà ở đây là mà không ai nói chính xác, cho mà người dân Palestine nói cái anh chàng này là cái anh chàng tên là Salim. Tôi có đưa cho anh coi rồi đó. Thì cái nguồn gốc của cái sự việc đó như thì mình thấy thương, mình coi rồi mình cảm thấy thương, nhưng mà mình chỉ ngậm ngùi thôi, bởi vì cái dân tộc nó đã bị lên như vậy rồi, nó không phải mới đây mà mấy trăm năm nay rồi đó. Thì mình không biết nói sao hết, nhưng mà có điều thì nó là vấn đề, bởi vì tôi và anh tất cả mọi người dân Việt Nam mà nếu mà nói chứ ủng hộ bằng miệng cái gì mà vỏ mồm thôi chứ đâu có làm được gì á. Đúng rồi. Yêu cầu là chấm dứt ngày chiến tranh, hòa bình lại, hoặc là có phương án gì đó để cho hai bên nước đừng đánh nhau nữa, thế thôi, chứ ngoài mình không dám xen vào. Đúng. Ai đúng ai phải ai sai, bởi nguồn gốc nó sâu xa lắm. Đúng. Nó lâu, nó mấy trăm năm rồi chứ đâu phải mới đây đâu. Thế ra mình không bàn đó, nhưng mình thấy dân chết mà thấy tội, bên nay là 20.000 người ra. Đó nghe này, thì thành thử ra là như mình thấy là trong cái tình trạng hiện tại bây giờ mình nhìn thấy là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn này, thì từ tháng 10 đến tháng 12 chỉ có 2 tháng thôi đó, mà mình thấy là biết bao nhiêu cái lãnh tụ của quốc gia trên thế giới đến Việt Nam đây. Thế như trong tháng 12 này, trong tháng 11 này á, là đến vào tháng 12 là có ông đầu tiên là ông thủ tướng của Belarus này, kế đến là có cái ông thằng cha thủ tướng của Campuchia ngay bên cạnh mình, rồi ông đặc biệt là ông Tập Cận Bình, thì thấy rõ ràng mình thấy là tới bây giờ đây Việt Nam là cái quốc gia duy nhất mà trong một thời gian ngắn 3 tháng rồi là hai ông tổng thống của thứ nhất là Hoa Kỳ và thứ hai là Trung Quốc đến, thì đó là một quốc gia duy nhất trên thế giới. Không, bây giờ anh tìm ở đâu có một quốc gia nào mà cùng một lúc hai người đó đến cùng một lúc, nó không có đâu. Giỏi lắm thì một người đến là thấy là tại vì không giỏi lắm thì một người đến là đã quá nhiều rồi, quá ghê rồi, đừng nói chỉ mà hai người đến cùng một lúc. Thì mình nhìn cái câu chuyện nó xảy ra Việt Nam mình rất là mừng ngay, căn bản thì Việt Nam mình rất là yên bình. Ai muốn tìm cái sự yên bình, chinh chiến ở đâu, cãi nhau ở đâu, chửi bới nhau ở đâu thì là ở ngoài, mà đến Việt Nam tất cả mọi người đều từ người lớn đến người nhỏ nhá, từ cái người lớn nhất là chẳng hạn như người Trung Quốc với người Hoa Kỳ, đến người nhỏ nhất là người Campuchia, muốn tìm cái sự yên bình, tìm cái sự đồng thuận yên bình cho chính họ và cho chính quốc gia của họ thì đến Việt Nam. Việt Nam là một cái nơi có tiền bạc mình không có nhiều, kỹ thuật mình không có nhiều, nhưng mà cái sự tôn trọng hòa bình, cái sự cổ vũ hòa bình, cái sự bảo vệ hòa bình, tôi nghĩ là không có người nào, không có ai có được một cái niềm, một cái sự bảo vệ, một cái sự yêu quý hòa bình bằng người Việt Nam. Và không phải chỉ nói bằng miệng mà họ đã thể hiện ra trên những hành động của họ. Tại vì vậy thì thực ra chỉ trong một thời gian rất là ngắn, chỉ trong một tháng rồi đấy, bốn ông thủ tướng của bốn ông lãnh đạo của những quốc gia, từ quốc gia lớn nhất đến quốc gia nhỏ nhất đến Việt Nam. Tôi nghĩ đó là một điều rất là may mắn cho Việt Nam mình. Đúng rồi, tôi hiểu là nó hiện thực nha, chứ không phải nói ngôn xa vời cả. Anh biết cái đội quân mà coi như ở bên Liên Hợp Quốc mà gọi là coi như đội quân hòa bình về của Liên Hợp Quốc á, thì quân người Việt Nam. Thế thì mặc dù là chiến tranh ở bên châu Phi nó vẫn những cái nơi mà Nam Sudan hay cái gì đó mà đang có y xèo á, thì những cái phái đoàn mà của các đoàn quân khác của thiện nguyện của Liên Hợp Quốc ly vô là nó cũng bắn y xèo anh à. Nhưng mà khi có dương cái lá cờ Việt Nam lên nó ngừng bắn, có nghĩa là nó ngay thời buổi chiến tranh mà tụi nó đang xung đột lẫn nhau nó vẫn tôn trọng người Việt Nam và xe Việt Nam, có đoàn quân và thiện nguyện của Việt Nam đi vào vẫn tin bơ. Cái đó là điều thứ nhất.
Cái điểm thứ hai nữa là anh sẽ để anh để ý coi tất cả những sự biểu tình bất bạo động hay là bạo động trên thế giới, hễ mà có bạo động là có lá cờ Việt Nam nằm đó, đâu có cái dân tộc mở biểu tình đó đưa cho cái Việt Nam ra. À, có nghĩa là ý cái thầm hiểu rằng là chính các ông cái đất nước này phải nên noi gương theo Việt Nam, nó hẳn là như vậy, bởi vì như Việt Nam là như là một cái sứ giả hòa bình vậy. Đúng rồi. À, cái là vì nó rất là vui, nó hẳn là như rất là vui mà mình nói, tôi nói đi nói lại hoài cái câu này, nhìn qua nhìn lại trong cái thế giới hỗn độn này, tất cả nơi đâu nó vẫn còn có những cái gì đó bất đồng đối với, mà riêng Việt Nam hiện giờ đang đứng yên bình. Anh nói rằng, tôi nói rồi, bên kia thì Bắc Triều, Nam Triều Tiên, Nam Hàn, Bắc Hàn, bên kia là Trung Quốc, Đài Loan, bên kia là Myanmar, rồi thành lập rồi xong là quân chính phủ, rồi bên kia là hầu như tất cả phía bên kia là Liên Xô ở Nga với lại Ukraine, phía bên kia Trung Đông thì Palestine, Hamas, rồi Israel, hầu như cái chỗ nào Iraq là hầu như cũng bị bạo động cả. Riêng đất nước ta thực sự là mình thấy hạnh phúc ở cái chỗ là yên bình. Thật ra mà tôi rất là ghét những người nào mà ví dụ như đất nước mình đang yên bình vậy mà cứ hay chăm chọc làm cho xã hội bất đồng lên, rồi bất đồng tôi rất là bực mình đó. Nhưng mà thôi kệ, mình nghĩ là chuyện nhỏ nhoi, chuyện không quan trọng, thuần dạng kiến giới là không quan trọng gì đó. Đừng mà thành ra họ không nghĩ tới cái chuyện lớn, tối ngày mà chuyên môn ngồi lại coi cái đủ quần người ta không à, lăn quái lại nó nghĩ là thật vậy, tôi không ưa. Nó chẳng bao giờ tôi đi mấy cái chuyện đó chi nó bạn. Nhưng mà được tất, mình phải nói cái điều này nè, mà được như vậy mà anh phải hiểu là do cái sự lèo lái của những cái người mà đứng đầu đất nước, đồng ý không? Còn cái chuyện mà tham nhũng trộm cắp cái này đất nước mà là không có, nhưng mà nhớ kỹ cho cái điều này, họ đang làm tốt công việc của họ. Có nghĩa là ví dụ này, tôi mới coi thì cái vụ Việt Á đó, người ta cũng có hồ sơ bắt đầu ra tòa rồi đấy, rồi những cái chuyện mà tham nhũng trộm thì người ta đã đưa ra tòa rồi đấy, có nghĩa là người ta đã làm từ một giai đoạn bỏng. Anh có tội là anh mới bị trừng trị thôi. Chứ nhưng mà tụi nó đâu có điên, nó có than quán rồi tiền mày chớ chạy đi đâu, nó soi mói trò bịt mệt. Người ta nhúng tay vào làm thì đương nhiên mình mới tin tưởng họ, nhà nước mà, chứ đâu phải dân. Bà toàn lại ăn khoai lang à, ăn cơm thì dưới muối, mà nói chuyện trên núi, nó vậy đó. Khổ, không gian xong rồi, với lại tiến sĩ thời gian rồi xong rồi. Đại học chữ to rồi xong bà ngồi bàn thấy sự nghe mất chán đâu vậy. Nếu không có cái gì vui thì chiều nay sáng bây giờ bên này thằng ta xin mai nó về đi làm xong về tắm rửa ra ngoài xong nó nói tôi lên lai với nó kìa, thế là vô số chuyện vui của nước Mỹ. Là bởi vì sao? Anh chàng đây là anh chàng cảnh sát Mỹ mà anh chàng đi rong ruổi hết tất cả nước Mỹ hàng ngày để bắt tội phạm, mà trên ra có nhiều cái vui vui lắm. Ok anh, tôi gọi anh mà không được cho coi nó ngồi cười sặc máu luôn. Ok anh, ok. Thế thì cái live hôm nay thì cũng báo cáo cho anh biết là thứ nhất là công đề là gì cho anh share. Tôi cũng đã báo cáo cho anh rồi ha. Ok. Đó. Rồi xong rồi, bởi tôi mới nói rồi, nó lấy tiền mình thì coi như mình đưa hai tay mình đỏ, học điều kiện chứ mình không bao giờ mình nói gì đâu. Mà mình khi đụng chuyện xảy ra, quyền lợi của mình, trời ơi, nó hành te tu rồi. Ok anh. Nó phải là vậy. Thì mà cũng có những cái lời chúc cho mọi người, là có nghĩa là hai ông già chỉ rảnh rỗi quá, trong bây giờ không có lại gì làm thì ngồi lên tám khác một xíu báo cáo từ thời sự. Ok anh. Còn cái chuyện mà bên bên phố cái gì đó phía bên Bosa thì thôi, tới bây giờ nó lộn xộn ngầu ở trên trại là phải chữ lộn y xèo thưa kiện gì, hầu như là một nồi cháo heo rồi, mình không bàn tới bởi vì nó đã vốn dĩ nó đã là như vậy, nó vốn dĩ đã là như vậy nên mình không bàn cãi. Không ba cái rồi phải có một ngày nữa chẳng còn ma nào ngồi chống cả, mấy ông già chống thì nó xuống lỗ mẹ nó đâu chống hổ, đúng không? Okay. Ai cũng bước qua ngưỡng cửa đó cả, kể cả tôi và anh cũng vậy. Nhưng mà khi chúng ta nằm xuống chúng ta vẫn thanh thản khác với họ, họ lúc nào vẫn có một gì đó bất mãn tức tối, mà cái đó họ tự mang lấy chứ có ai mình đưa cho đâu, đúng không? Đúng. Tại sao ta sống một người giống như tôi với anh vậy, cười sỉ xả đâu gặp ai cũng thoải mái, bởi vì tôi trẻ hơn mấy ông là vậy đó. Đúng okay, không? Okay. Em thôi chào tất cả mọi người nha, cái live hôm nay mình tới đây là gần rồi. Ok, có hẹn rồi. Ok, tạm biệt tất cả mọi người nha. Rồi. Chào tất cả mọi người. Ok.